Thưa quý vị, thực phẩm những ngày Tết được tiêu thụ với số lượng lớn nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, hàng nhái, hàng giả được trà trộn đưa vào thị trường. Chính vì vậy, an toàn thực phẩm dịp Tết là vấn đề rất được quan tâm. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, gia tăng sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm. Cũng vào thời điểm này, nhiều sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng được trà trộn bán cho người tiêu dùng. Với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do methanol. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, đã chú trọng kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy trình sản xuất, chế biến, chế độ bảo quản thực phẩm và các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về con người trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Để đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm của người dân trong dịp Tết, thì năm nay các đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm của ngành y tế, ngành công thương và ngành nông nghiệp đã tiến hành ra quân kiểm tra đợt trước Tết. Qua kiểm tra thì đoàn cũng nhận thấy rằng các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện tốt các cái quy định về phòng chống dịch, các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, các cái thủ tục hành chính, giấy đủ điều kiện, khám sức khỏe và thủ tục tự công bố của các sản phẩm. Thì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh qua kiểm tra thì cái công tác mà đảm bảo an toàn thực phẩm cũng đã được người dân, doanh nghiệp rất là chú trọng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng đã quan tâm rất nhiều về vấn đề an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến, tiêu dùng thực phẩm đến người dân, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đơn vị đã chú trọng việc kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, lý hóa để tìm ra mối nguy ô nhiễm thực phẩm, kiên quyết xử lý và công bố tên, địa chỉ những cơ sở vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an toàn trên các phương tiện thông tin để người dân được biết và có sự lựa chọn đúng đắn. Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh thì đoàn kiểm tra đã phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mà vi phạm về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh để nhằm mục đích răn đe và để đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Mục đích là các sản phẩm đưa ra thị trường và đạt yêu cầu, đạt chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Năm nay, theo ghi nhận của các đoàn kiểm tra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và xu hướng chuyển đổi sang Tết Việt, an toàn, tiết kiệm, nên lượng thực phẩm bánh mứt Tết sản xuất trong nước được gia tăng, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản phục vụ cho ngày Tết được sản xuất tại địa phương và những sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm OCOP của tỉnh. Công ty Bánh Tráng Tân Nhiên là một trong những doanh nghiệp đạt danh hiệu OCOP trong năm qua để sản xuất và đưa những sản phẩm đặc sản an toàn của Tây Ninh đến với thị trường trong và ngoài nước. Doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền sản xuất bánh tráng an toàn khép kín với hệ thống sấy khô hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn FSSC 22000. Công ty thì đều có một cái châm ngôn là cố gắng làm sản phẩm sạch nhất. Cái là cái chỗ nào mà chưa sạch, chưa gì đó thì công ty sẽ cố gắng khắc phục. Và chắc chắn là sản phẩm công ty là sản phẩm bản chất là phải phẩm sạch trước đã. Về phía người lao động thì trước hết là phải khám sức khỏe định kỳ. Và thứ hai thì gần như là tránh tối đa việc tiếp xúc với lại thực phẩm, thì gần như là phải bao tay, và bao tay cũng phải được kiểm nghiệm, được giặt hàng ngày để đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Về nguyên liệu thì công ty sử dụng những nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được sản xuất khép kín, có xét nghiệm, kiểm nghiệm rõ ràng theo định kỳ để đảm bảo sản phẩm đưa ra tới người tiêu dùng là sản phẩm đạt vệ sinh thực phẩm. Không chỉ riêng những doanh nghiệp lớn mà đối với các sản phẩm đạt danh hiệu OCOP, các cơ sở phải đặt tiêu chí đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân lên hàng đầu. Ngoài ra, sau khi đạt OCOP thì các cơ sở doanh nghiệp vẫn phải nỗ lực để giữ vững danh hiệu, quan trọng hơn là đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết. Chao Môn Tây Ninh này là cái sản phẩm của tỉnh nhà. Thử cơ sở phải ráng đảm bảo cái giữ vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách du lịch đi đến những cái điểm du lịch mà để mua cái sản phẩm của bên cơ sở mình, để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ an toàn cho đến người tiêu dùng.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, các cơ sở doanh nghiệp sản xuất, thì mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, sáng suốt lựa chọn những thực phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem nhãn thông tin nhà sản xuất, không sử dụng sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiêu, mốc hỏng, hạn chế sử dụng bia rượu để có một sức khỏe tốt, vui xuân, đón Tết. Sáng ngày 30 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tổ chức chương trình tặng quà cho đoàn viên, người lao động ở lại nhà trọ đón Tết Xuân Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Tại buổi lễ, ông Phan Văn Bua, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, ân cần thăm hỏi động viên chia sẻ với những khó khăn vất vả của đoàn viên, người lao động trong thời gian qua, đồng thời chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp trên mảnh đất quê hương thứ hai của mình. Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh và thị xã Trảng Bàng trao tặng cho đoàn viên, người lao động 640 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị các phần quà trao tặng là 320 triệu đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ. Được biết, năm nay, thị xã Trảng Bàng có 640 đoàn viên, người lao động ở lại nhà trọ đón Tết. Những công nhân lao động ở lại các khu nhà trọ không về quê ăn Tết với gia đình, một phần vì kinh tế eo hẹp, phần vì dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng ngày, bà Phan Thị Hồng Đào, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà Tết cho các công nhân, người lao động ngoại tỉnh không về quê ăn Tết mà ở lại ăn Tết ở các khu nhà trọ. Đoàn đã trao tặng 27 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng tiền mặt cho các công nhân, người lao động ngoại tỉnh hiện đang làm việc tại các công ty trên địa bàn xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Việc tổ chức trao tặng quà cho công nhân, người lao động không về quê ăn Tết nhằm giúp họ giảm bớt một phần khó khăn, đón Tết đầy đủ và sum vầy hơn. 102 phần quà Tết đã được bà Phan Thị Hồng Đào, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đến thăm chúc Tết và trao tặng cho đoàn viên công nhân lao động công ty không có điều kiện về quê đón Tết hoặc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở lại vui Tết tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Mỗi phần trị giá 500.000 đồng tiền mặt từ nguồn kinh phí của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tài chính Công đoàn và nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Được biết, dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 1.000 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 1, tại Đại đội Bộ binh 105, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Biên tổ chức chương trình Gian hàng không đồng, Xuân chia sẻ Tết yêu thương, hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình để vơi bớt những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Chương trình bắt đầu từ 8 giờ sáng, cán bộ chiến sĩ ân cần đón tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 và nhận hàng hóa nhu yếu phẩm, chủ yếu các loại rau do các anh cán bộ chiến sĩ tăng gia sản xuất tại đơn vị. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã vận động từ mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ thêm như là gạo, mì, nước tương, dầu ăn. Qua 2 ngày thực hiện chương trình đã phát được 200 phần thực phẩm với tổng trị giá 20 triệu đồng.